lý do vì sao phải thiết lập mục tiêu cho bản thân để trở nên thành công. Có rất nhiều người thường không thiết lập bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Chúng ta cần phân biệt được sự khác biệt giữa mục tiêu và mơ ước. Các mục tiêu thật sự đưa chúng ta đến với những kết quả rõ ràng. Video này sẽ đưa ra 5 lý do tại sao bạn phải đặt mục tiêu để trở nên thành công. Thỉnh thoảng, việc thiết lập mục tiêu chỉ khiến bạn thất vọng. Khi bạn đề ra các mục tiêu và cố gắng hết sức để rồi thất bại, cảm giác thua cuộc khiến bạn nản lòng. Nó làm bạn suy sụp và không thể đạt được mục tiêu nào nữa. Đây là một trong những lý do khiến nhiều người nghĩ việc thiết lập mục tiêu là vô ích. Tại sao lại muốn đề ra mục tiêu mà bạn biết mình không thể đạt được? Mục tiêu giúp cuộc sống của bạn rõ ràng hơn. Có được hình ảnh cụ thể về thứ bạn muốn hướng đến sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra cách chính xác để đạt được điều bạn mong muốn. Có thể bạn sẽ có ảo giác là mình đạt được gì đó vì là bạn đang bận rộn, nhưng bận rộn không có nghĩa là bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Hầu hết mọi người đều không đạt được ước mơ đơn giản vì họ không chuyển đổi chúng trở thành các mục tiêu. Có sự khác biệt rõ ràng giữa ước mơ và mục tiêu. Bạn có thể mơ ước trở nên giàu có, nổi tiếng hay là lọt vào danh sách các tỷ phú của thế giới. Nhưng nếu ước mơ không được viết ra và lên kế hoạch thiết thực thì nó mãi mãi là mơ ước. Thời điểm bạn viết ra các mục tiêu và lập kế hoạch cho chúng, bạn đã có được hướng đi rõ ràng trong đời. Mục tiêu tạo động lực cho bạn. Động lực là một trong những vấn đề lớn nhất mà nhiều người phải đối mặt. Mọi người đều than phiền rằng tôi muốn làm cái này hay là cái kia. Tôi muốn bắt đầu đến phòng tập thể dục. Tôi muốn đọc sách. Nhưng vấn đề duy nhất là họ không có động lực. Điều mà các mục tiêu có thể làm cho bạn là chúng giữ những mục đích cuối cùng và tạo động lực cho bạn mỗi khi bạn bắt đầu làm việc. Mục tiêu tồn tại để giúp bạn nhận ra lý do bạn phải làm việc, lý do bạn phải nỗ lực. Có một lý do kéo bạn thức dậy mỗi buổi sáng. Nếu bạn tập luyện được một thân hình hoàn hảo vì bất cứ nguyên nhân nào, vì muốn chiến thắng một cuộc thi hay chỉ để thu hút một ai đó, sao cũng được. Dù thế nào thì mọi nguyên nhân cũng đều giúp bạn tiến lên và phát triển bản thân tốt hơn. Mục tiêu giữ cho bạn tập trung. Các mục tiêu định ra con đường cụ thể để bạn đặt sự chú ý vào đó. Trong thế giới này, nơi mà chúng ta luôn bị sao nhãng bởi hầu hết mọi thứ xung quanh, thật khó để tập trung vào những điều mà bạn mong muốn. Một mẫu quảng cáo đơn giản cũng có thể buộc bạn dành sức lực cho những việc không phải việc bạn mong muốn. Gia đình và bạn bè cũng chiếm thời gian của bạn. Tôi không có ý nói bạn nên hoàn toàn phớt lờ họ. Tôi đang muốn nói sức lực của bạn là có giới hạn. Bạn bỏ ra thời gian, công sức, tiền bạc. Nếu bạn phung phí nó vào việc không phải là mục tiêu của mình, bạn càng khó đạt được điều bạn muốn. Con đường nhanh nhất và ngắn nhất để đạt được điều bạn muốn là dành trọn vẹn nguồn sức lực của bản thân và có mục tiêu rõ ràng để giúp bạn có được sự tập trung. Mục tiêu giữ cho bạn có trách nhiệm. Thay vì chỉ nói về thứ bạn muốn, bạn có nghĩa vụ hành động sau khi bạn liệt kê rõ ràng mục tiêu của bản thân. Như đã nói từ đầu bài, nếu bạn thiết lập mục tiêu và không đạt được chúng, nó sẽ tạo động lực ở mức độ nào đó. Bởi bạn sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã không chinh phục được những điều mà bạn phải đạt được. Nó sẽ khiến bạn có trách nhiệm với những hành động của bản thân hơn. Cảm giác có trách nhiệm này sẽ khiến bạn suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động vì bạn đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân để đạt được mục tiêu đó. Mức độ trách nhiệm này sẽ giữ cho bạn không uống nước ngọt và chọn một loại khác để thay thế, chẳng hạn là nước lọc. Việc này giúp bạn tạo dựng lối sống có kỷ luật và hướng bạn thẳng đến các mục tiêu. Khi bạn có trách nhiệm với mục tiêu, bạn sẽ duy trì được mong muốn thật sự của mình. Luôn duy trì phong độ tốt nhất cho bạn. Chúng ta luôn đề ra mục tiêu để trở nên tốt hơn ngày hôm nay. Ý tôi là chúng ta sẽ không có mục tiêu nghèo hơn hay là yếu ớt hơn. Mục tiêu được tồn tại để giúp chúng ta tốt hơn hôm nay. Vì thế, việc duy trì mục tiêu cao hơn và đạt được nó là một phong cách sống giúp bạn luôn đạt được phong độ tốt nhất. Dĩ nhiên, bạn có thể hoàn thiện bản thân mà không cần mục tiêu, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn so với lúc bạn đề ra mục tiêu. Theo bạn, tại sao chúng ta cần có mục tiêu? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới, bạn nhé! Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Chúc các bạn có lòng quyết tâm lớn để tiếp tục con đường đi tới thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!